Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới yêu thương. Xin cảm ơn Thanh Tuyền đã bắt được năng lượng của cô để cô được chia sẻ hôm nay. Thì trên hành trình về nhà của cô thì khi từ khi ngày vào đến giờ là cô được 9 tháng rồi. 9 tháng và xin biết ơn em Cương đã giao duyên cho chị được vào cộng đồng này và xin gửi lời biết ơn và cảm ơn rất nhiều vì thầy cô, vì có thầy cô đã tạo ra một cái cộng đồng để cho mọi người được học tập và em được thay đổi rất là nhiều ở bên thân. Từ ngày vào đến giờ thì trước đó là cô Thủy đau vai gáy rồi là đau dạ dày rồi thoát vì đĩa đệm ấy đó. Thì cái ngày mà tập á thì cứ nghe qua cái vùng vàng ấy là cô cũng rất là đau, nhưng mà cứ nghe lời của thầy là qua cái vùng vàng thì mình phải hãy kiên trì, và kiên trì từ đó khi mà qua chuyển qua vùng vàng rất là đau, không đau cái chỗ lưng mà lại là đau xuống chân, nó căng như dây đàn ấy đó. Thì khi đó thì cũng không tập đủ được hai một lần nữa, mà chỉ tập được 5 lần mà cũng chảy nước mắt đó. Thì qua cái vùng vàng thì cô đã đạt được về tinh thần của mình là các cái bệnh là đã ổn, đó là tinh thần. Còn về thay đổi trong tâm thì đã bình an đó. Cô đang nói về tinh thần là lực gia của cô Thủy từ cái ngày mà vào đến giờ chỉ có dùng tay chứ không, một là uống, hai là bôi đó, bôi cả cái chỗ đau rồi bôi ở trên mặt thì là cái lực da nó thay đổi, nó hồng hào hơn và ai cũng khen là trẻ hơn rất là nhiều so với tuổi. Và một cái đặc biệt nữa là mọi hồi cô Thủy là nói là không ra lời, nhưng mà bữa nay đã rèn luyện và cảm ơn cái văn phòng Bình Tân đã cho cô Thủy lớn lên ở trong đó, vì đó là nơi cái nơi để mình luyện tập và nói luyện mọi thứ đó. Rồi đặc biệt hôm nay nữa là mọi hồi là các cháu này là ở đây xin vào đây có các cháu là dậy là 8 9 giờ mới dậy, nhưng mà tối qua đã và cho luyện tập mà từ tối qua là xin tâm bàn tâm thức dậy sớm và sáng nay đã dậy là 5 rưỡi, hơn 5 rưỡi đó, và đã dậy tập tuy là chưa tập được nhưng mà cũng dậy quậy quậy quả với ba. Cho nên là đã được một cái bước tiến đối với các cháu. Như vậy cô Thủy xin hết. Thank you.